Nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách sử dụng trình duyệt web trên TV TCL nha. Đây, TCL ở trang chủ này, menu này. Đây, đấy, anh đăng chủ lên này. Đấy, anh chủ lên nha. Qua, đó. qua ứng dụng. Ở đây đó, anh OK. Đó, qua đây. Xuống đây là trình duyệt web của TV TCL. Đây là trình duyệt web của TV TCL đó, nó khác với các trình duyệt web khác của các hãng TV khác đó. Đây là ứng dụng trình duyệt web đấy, xong OK đấy. Đây rất đây, cái này nó có cả trang có sẵn, như đây là mình qua lại này, đây qua lại lên xuống, đây, qua duyệt bia một nét này, đó, làm nét này, đây là tìm duyệt web đọc báo, anh OK, đấy sẽ gì nó đọc báo thoải mái, thấy không? Đó. Sao nó muốn đọc nó thì anh lui, đây có nút lui này, nó lui đây, lui này, lui lại, đó. Còn khi bạn muốn tìm kiếm một cái gì đó thì bạn chuyển qua trình duyệt cái bên này, này anh lên, đây. Đấy, cái này là ứng dụng, nó có hai cái bên này thì nó định sẵn này, mở sẵn mình là cặp báo nổi tiếng này, còn bên này là chỗ để mình vào mục tìm kiếm trên Google. Đây đó, bạn muốn tìm kiếm này, ví dụ đây anh OK chọn nhìn một trình duyệt web, xong rồi anh OK nó ra như thế này, nó sẽ hiện ra như vậy. OK đấy, rồi nhập OK vào đây, OK đó nó sẽ hiện lên bảng bạn tìm. Nên nếu bạn ôn chuột á gắn vào thì nó sẽ xài sử dụng nhanh hơn. Nên mình sử dụng bằng bàn phím, bằng điều khiển hơi lâu một tí. Ví dụ mình tìm TV đi, hoặc là gì đó. Đây, rồi mình đang có nhu cầu mua hải sản chẳng hạn. Hơi lâu một tí, nhưng mà nếu bạn sai mà mua thêm con chuột không dây nữa thì nó sẽ thêm nhanh. Rồi xong xuống đây anh OK nó sẽ ra đó, thấy không? Rồi hôm nay nó quét rồi, kéo xuống lên đây, ví dụ vào trang đầu tiên đi, nó kêu khóa thật ra đấy, đó là trình duyệt web. Thấy chưa, đơn giản đúng không? Trong rồi vô muốn xài thì muốn thoát ra đây anh nút lui thôi. Đây, đó, cái thứ khác, ừ. Dễ không? Lui chứ. TV TCL, đấy nhá.